Xin chào anh chị, buổi sáng ngày nay thì Thắng đang có mặt tại buổi lễ khởi công của tuyến đường siêu hạ tầng 25C, 25B và tuyến đường Lê Hồng Phong nối dài. Và ngay cái vị trí khởi công đó là tuyến đường 25C hay còn gọi là Nguyễn Ái Quốc. Một buổi sáng rất là vui và rất là đông người. Và đây là bên trong buổi lễ để quay trực tiếp cho anh chị xem buổi lễ đang diễn ra như thế nào. Và mọi người đi qua đây hầu như ai cũng có thể là ghé lại các tuyến đường này để xem một cái lễ khởi công, bởi vì các lãnh đạo của tỉnh, lãnh đạo của huyện đã tập trung hết về đây. Đó, một cái lễ khởi công cực kỳ hoành tráng và một cái lễ khởi công mà mang lại cái niềm vui xuân mới, một cái niềm tươi mới cho toàn dân, toàn người dân ở huyện Nhân Trạch tới ngày hôm nay. Và bây giờ chính thức là cái lễ khởi công chính thức được bắt đầu khi mà mọi người đang, các bạn thấy không, một cái lễ mà đang xúc cát xúc đất này, đó chính thức là như vậy. Và tiếp theo nữa là những cái máy cẩu máy xúc đã cuốc ở ngay cái vị trí mà đường 25C thông thẳng xuống tuyến đường liên xã Hồng Vương ở xã Vĩnh Thanh, đã báo hiệu một cái năm 2024 đầu xuân mà khởi công như vậy, thì trong năm 2024 này sẽ là một cái năm mà khởi công từ A tới Z.